Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn. Và chủ đề trong video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là review về sản phẩm mặt nạ giấy hoa hồng Amulstis đến từ Hàn Quốc. Đầu tiên thì như các video trước Kiều Anh có chia sẻ rồi đúng không Thì đắp mặt nạ là một trong những bước dưỡng da mà không thể nào mà thiếu trong cái quy trình chăm sóc da của chị em phụ nữ rồi Bởi vì sau khi một ngày dài chúng ta make up rồi là đi ngoài đường bụi bẩn dính lên mặt này Thì sau việc là tẩy trang, rửa mặt rồi sử dụng toner hay là các bước khác Thì đắp mặt nạ là một bước không thể thiếu Bởi nó vừa cung cấp ẩm cho da mặt của chúng ta này Cung cấp các dưỡng chất cần thiết rồi là khiến cho da của chúng ta sáng hơn Ngăn ngừa một số các vấn đề về da Tuy nhiên thì cũng có tùy loại mặt nạ trên thị trường hiện nay mà quy trình đắp rồi là cái thời gian đắp của chúng ta cũng khác nhau. Theo anh thấy nhá, bây giờ trên thị trường có khá là nhiều loại mặt nạ, từ mặt nạ môi, mặt nạ body cho đến là mặt nạ giấy rồi là mặt nạ đất sét, rất là nhiều vô cùng luôn. Và khi những sử dụng những cái loại mặt nạ này thì nó cũng có những công dụng khác nhau. Và bởi vì nó có quá là nhiều thế nên là nhiều chị em phụ nữ cũng không biết là sử dụng loại mặt nạ giấy nào cho phù hợp. Và như Kiều Anh có chia sẻ ở trong những video làm đẹp trước thì da của chúng ta khi mà ngoài 25 tuổi trở đi thì sẽ bắt đầu sản xuất collagen ít hơn và chậm hơn và khi mà chúng ta ngoài 30 tuổi rồi thì da của chúng ta sẽ xuất hiện nhiều vấn đề chẳng hạn như là nếp nhăn, lão hóa rồi là tàn nhang, chân chim, đồi mồi vân vân và vân vân. Thế nên là việc chăm sóc da với chúng ta là không bao giờ là quá muộn cả. Uh, thế nên là khi mà chúng ta sử dụng các loại sản phẩm kem dưỡng rồi là toner rất là nhiều loại serum khác Thì đắp mặt nạ là một bước không thể thiếu Và bạn có thể là cung cấp cũng như là đắp mặt nạ ngay từ bây giờ Bởi vì đừng bao giờ nghĩ rằng là da của bạn bây giờ không gặp vấn đề khuyết điểm gì Thì nghĩa là nó sẽ không bị lão hóa sớm Như vậy là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm Bởi vì với cái việc đắp mặt nạ như thế này Chúng ta đắp thường xuyên và trong thời gian dài Nó sẽ giúp cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn và có đủ độ ẩm nhiều hơn Và một cái điểm mà Oanh đang thấy mà rất nhiều chị em phụ nữ bây giờ đang gặp phải đó là chúng ta đang bắt đầu bước vào mùa đông rồi đúng không mà hiện tại anh thấy là cái mùa này nó cực kỳ là khô luôn đối với các chị em dù là sử dụng các loại kem rồi hay là sử dụng các bước dưỡng da rồi nhưng da của chúng ta vẫn bị khô và nứt nẻ thậm chí là có những người bị mốc da lên và bản thân oanh cũng là một trong những cái trường hợp mà da khô và chỉ cần cái thời tiết hanh khô như này thôi là da của mình đã bị mốc lên rồi. Thế nên là việc chọn một cái loại sản phẩm mặt nạ thích hợp để vừa cung cấp ẩm này, vừa tạo độ đàn hồi cho da, căng bóng da rồi là ngăn chặn sự lão hóa luôn là vấn đề được quan tâm không chỉ của oanh đâu mà của tất cả chị em phụ nữ luôn. Và hiểu được điều này thì oanh cũng như là siêu thị hàn quốc đã tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc da mặt hàng đầu hiện nay và đặc biệt là đến từ xứ sở kim chi một trong những đất nước mà con gái có làn da rất là đẹp cũng như rất là xinh xắn đúng không và sau một thời gian dài khảo sát thì oanh đã tìm hiểu và tìm ra được cái sản phẩm mặt nạ hoa hồng của hãng amusix đến từ hàn quốc này bởi vì đầu tiên nhá thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu công dụng làm đẹp của hoa hồng như mọi người đều biết rằng là hoa hồng thì nó vốn đã được là áp dụng vào cái quy trình làm đẹp của chị em phụ nữ rồi Bởi trong hoa hồng thì nó có chứa rất nhiều tác dụng làm đẹp Nó có chứa vitamin C này, rồi là chất chống oxy hóa này Thế nên là hoa hồng thì vốn được sử dụng trong việc là giúp là căng bóng da, rồi là chăm sóc da mặt, rồi toàn thân và với cái những cái đặc điểm tự nhiên cũng như là hiếm có này thì cái tinh chất từ hoa hồng đã được áp dụng và sử dụng cho cái sản phẩm mặt nạ giấy Armusix Rose đến từ Hàn Quốc này. À, về để mà nói về cái công dụng của sản phẩm này thì anh phải chấm điểm nó là 8 trên 10 Bởi vì đầu tiên thì đối với những chị em mà chúng ta có làn da khô thì cái khả năng cung cấp ẩm của sản phẩm mặt nạ giấy hoa hồng này thì nó vô cùng tuyệt vời luôn. Bởi vì như của anh là một ví dụ điển hình da của anh vô cùng khô và bị nứt nẻ thậm chí là bị mốc lên cơ. Nhưng mà trong một cái thời gian mà kiểu anh sử dụng cái sản phẩm mặt nạ hoa hồng này này thì da của nó đã có sự thay đổi đáng kể cũng như là có sự cải thiện rõ rệt. Da của mình sẽ được cấp ẩm tốt hơn cũng như là các tế bào của mình được nuôi dưỡng bởi các dưỡng chất có trong cái sản phẩm mặt nạ này. À, và sau khi sử dụng chỉ độ là một tháng thôi bạn sẽ thấy là da của mình nó có sự khác biệt rõ rệt và mỗi lần chúng ta đắp mặt xong chúng ta sẽ thấy da của mình căng mướt và không bị căng rít khó chịu bởi sự ảnh hưởng của thời tiết thanh khô như bây giờ nữa công dụng thứ hai của sản phẩm mặt nạ giấy rose music này đó chính là khả năng dưỡng da cũng như là loại bỏ các sắc tố melanin có hại trên da Ờ, như các bạn đều biết rằng cái sắc tố melanin một là một trong những cái tác nhân hàng đầu gây hại cho da của chúng ta gặp phải những cái vấn đề về nám hay là tàn nhang gì đó chẳng hạn ờ, nhưng mà khi sử dụng cái sản phẩm mặt nạ giấy này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi nó có thể là giúp cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn loại bỏ các sắc tố melanin này ra khỏi da mặt của chúng ta tạo nên một cái lớp skin barrier mạnh mẽ hơn cũng như là khiến cho da của chúng ta được mạnh khỏe hơn và ít khuyết điểm hơn Công dụng thứ ba của sản phẩm mặt nạ giấy Armisix Row này đó chính là tăng cường khả năng đàn hồi cho da cũng như là làm chậm quá trình lão hóa. Nhiều anh vừa có chia sẻ cũng như là đã nói rất nhiều trong các video chăm sóc da mặt rồi, đó chính là da của chúng ta từ độ tuổi 25 trở đi thì collagen sẽ sản xuất ít hơn và kèm theo đó là các khuyết điểm trên da của chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện đúng không? Và nếu chúng ta không chăm sóc kịp thời, thậm chí là chúng ta bỏ bê da thì chỉ ngoài 30 tuổi thôi da của chúng ta sẽ trông như là người già vậy, trông nó sẽ xuống sắt rất là nhiều. Chính vì vậy và hiểu được điều này thì sản phẩm mặt nạ music rose này thì nó có trong đó các tinh chất các dưỡng chất giúp cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn và sản xuất collagen cung cấp collagen cho da mặt của chúng ta để tăng cường khả năng là sản sinh collagen này rồi là làm chậm quá trình lão hóa khiến cho da của chúng ta thì luôn luôn trẻ theo thời gian thứ tư đó chính là khả năng làm sáng và mịn da ở khi chúng ta nói làm sáng và mịn da thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm mặt nạ ngọc trai đúng không? Nhưng mà bên cạnh một sản phẩm tuyệt vời như thế thì sản phẩm mặt nạ giấy hoa hồng này cũng là một trong những sản phẩm đứng top đầu trong việc là hỗ trợ làm sáng da và mịn da cho chúng ta. Có nhiều người thì vẫn khó hiểu rằng tại sao mình chăm sóc da kỹ như thế mà da của mình nó vẫn gặp phải một số cái khuyết điểm và thậm chí là da của mình còn có khả năng cao là bị nám và da mình bị sạm đi. Thì Kiều Anh phải giải thích rằng không chỉ có ánh nắng mặt trời mới tác động lên da khiến cho da của chúng ta bị sạm đi đâu, mà ngay cả khi chúng ta ngồi làm việc văn phòng, ngồi trong nhà thì tác động từ ánh đèn điện cũng khiến cho da của chúng ta bị sạm đi rất là nhiều. Thế nên là với cái việc là chúng ta sử dụng kem chống nắng rồi là sử dụng các loại serum kem dưỡng thì việc đắp mặt nạ để cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da và làm sáng da là điều không thể nào loại bỏ được chính vì vậy nếu như bạn muốn có một làn da sáng và mịn màng hơn thì nên sử dụng cái sản phẩm là uh, mặt nạ hoa hồng đến từ Hàn Quốc này bởi vì bên cạnh công dụng là cung cấp ẩm này tăng đàn hồi cho da tăng cường sản xuất collagen cho da thì nó còn giúp cho da của chúng ta được sáng hơn và mịn hơn công dụng cuối cùng của sản phẩm này đó chính là hỗ trợ điều trị một số vấn đề về da giảm mụn kháng viêm uh, đối với những chị em phụ nữ mà chúng ta hay phải gặp các vấn đề về da như là mụn nám tàn nhang thì tất nhiên là chúng ta rất muốn tìm một phương pháp để có thể là giúp cho da của mình giảm thiểu những cái khuyết điểm này đúng không? nhưng mà theo anh thấy nhá việc đắp mặt nạ này này thì cũng là một trong những cái bước chăm sóc da và giảm thiểu các khuyết điểm về da mà chúng ta không thể bỏ qua được bởi vì nếu như mà sau một ngày dài bạn tẩy trang sữa rửa mặt rồi là dùng serum kem dưỡng thì nó vẫn chưa đủ và chúng ta muốn có một làn da đẹp hơn thì nên sử dụng sản phẩm mặt nạ hoa hồng này bởi vì các tinh chất hoa hồng, vitamin C và các chất chống oxy hóa có trong cái sản phẩm mặt nạ hoa hồng này nó sẽ giúp kháng viêm cũng như là giúp chúng ta là loại bỏ các vấn đề về da như là mụn bọc hay là uh, mụn đầu đen rồi là mụn cám và các bạn nên nhớ rằng với cái việc là đắp mặt nạ hay bất cứ là cái phương pháp thao tác chăm sóc da nào thì chúng ta cũng không thể thực hiện trong ngày 1 ngày 2 được mà chúng ta phải thực hiện kiên trì theo thời gian để nó có hiệu quả tối ưu nhất. Chứ nếu như mà chúng ta sử dụng bất cứ một cái loại sản phẩm chăm sóc da nào nó chỉ có từ 2 tuần cho đến là một tháng chúng ta đã thấy da mình đẹp lên rất là nhiều so với trước kia rồi thì uh, kiểu anh tin chắc rằng là không có một cái sản phẩm nào có thể giúp cho bạn như thế ngoài việc bạn kiên trì sử dụng những cái sản phẩm làm đẹp này cũng như là có chế độ ăn uống phù hợp hơn và đối với từng sản phẩm mặt nạ giấy thì chúng ta sẽ có các dùng cách dùng khác nhau ở đối với cái sản phẩm mặt nạ giấy Armisic Rose đến từ Hàn Quốc này thì chúng ta sẽ đắp theo cái chu kỳ đó là hai cho đến là ba lần trong một tuần. Và thời điểm tốt nhất để chúng ta đắp cái mặt nạ này đó chính là vào buổi tối trước khi đi ngủ từ 15 cho đến là 20 phút. Các bạn nhớ nhé, chúng ta chỉ nên đắp từ 15 cho đến là 20 phút thôi. Bởi vì nếu như quá cái thời gian đấy các bạn đắp trên 20 phút từ 30 phút trở lên, ở 25 30 phút thì cái sản phẩm mặt nạ giấy này nó sẽ đi ngược lại cái công dụng ban đầu, nghĩa là nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng đó chính là hút ẩm ngược và khi đó thì da của bạn không được cung cấp ẩm nữa mà ngược lại còn bị khô da cơ. Và với cái tần suất công việc của chúng ta nếu như không phải make up nguyên một ngày dài, make up rất là dày thì oanh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng 2 đến 3 lần. Còn nếu mà với cái cường độ làm việc như các ngôi sao Kpop hay là những ca sĩ tại Hàn Quốc thì ngày nào người ta cũng phải đắp mặt nạ để cho da của người ta được tốt hơn. Và khi chúng ta đắp mặt nạ xong thì một cái bước quan trọng và không thể thiếu đó chính là chúng ta sử dụng các loại serum, kem dưỡng để cho da của chúng ta được hoàn thiện hơn. Và mọi người sẽ thường nghĩ rằng là đối với từng loại da sẽ có cách chọn mặt nạ khác nhau đúng không? Và Kiều Anh chắc chắn rằng là đúng, bởi vì nếu như các bạn đang trong tình trạng mà da khô rồi là da bị xỉn màu rồi là bị mụn cám thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm mặt nạ hoa hồng này. Còn nếu như mà da của bạn bị sạm đi nhiều hơn hay là da của bạn xuất hiện nhiều vấn đề như là mụn đỏ, rồi là uh, bị rất nhiều là mụn trứng cá thì chúng ta nên sử dụng các sản phẩm như là mặt nạ ngọc trai, mặt nạ trà xanh hay là mặt nạ nha đam. Tuy nhiên thì để mà nói về cái khả năng cấp ẩm tuyệt vời nhất thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm mặt nạ hoa hồng này vậy những lý do gì để chúng ta nên sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy thì kiều anh sẽ kể ra những lý do đầu tiên đó chính là khả năng làm sạch da Uh, nếu như sau các bước chúng ta sử dụng sữa rửa mặt hay là toner thì mặt nạ giấy chính là một trong những bước tiếp theo để chúng ta làm sạch da thứ hai đó chính là khả năng giúp chúng ta thư giãn sau một ngày dài sau một ngày dài chúng ta làm việc căng thẳng mệt mỏi thì sau khi trở về nhà uh, đã chăm sóc da qua các bước rồi thì đắp mặt nạ giấy là một bước không thể bỏ qua bởi vì nó sẽ khiến cho da của chúng ta được thoải mái hơn thứ ba đó chính là khả năng giữ ẩm cho da sau khi chúng ta sử dụng giữa rửa mặt thì nên sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy này để giúp cho da của chúng ta được giữ lại một lượng ẩm cần thiết cũng như là khiến cho da của chúng ta được căng mướt không bị căng rít khó chịu và cuối cùng đó chính là khả năng là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da chính vì khả năng này thế nên là với sản phẩm mặt nạ giấy mặt nạ hoa hồng rose này đến từ hàn quốc và nếu như chúng ta sử dụng ngày nào chúng ta cũng sử dụng thì sẽ dẫn đến tình trạng là da của chúng ta bị bội thực chất dinh dưỡng thế nên chúng ta chỉ nên sử dụng từ hai cho đến là 3 lần một tuần thôi để da của chúng ta được hấp thu những dưỡng chất cần thiết uh, kích thích khả năng tái tạo collagen cũng như là tái tạo các tế bào mới của da và với những lý do to đùng như thế này thì kiều anh tin chắc rằng chúng ta phải ngay lập tức sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy này đến từ hàn quốc và Kiều Anh cũng xin được gợi ý một trong những địa điểm tuyệt vời để chúng ta có thể là mua sản phẩm này Đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Bởi siêu thị Hàn Quốc với tiêu chí chất lượng là uy tín Cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc Cũng như là việc khi chúng ta nhận hàng thì sẽ được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán Rồi là được phép đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày Nếu như khi nhận hàng chúng ta thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả Điều quan trọng là siêu thị Hàn Quốc thì có địa chỉ uy tín rõ ràng, các bạn có thể là tìm đến bất cứ khi nào. Và Kiều Anh cũng xin được gợi ý một trong ba phương thức để chúng ta có thể mua hàng tại đây. Đầu tiên, các bạn hãy gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm này. Phương thức thứ hai đó chính là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để nhận được những tư vấn từ các chuyên viên cũng như là nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm mặt nạ giấy đến từ Hàn Quốc này. Chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi, chúng ta đã sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng sản phẩm để sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này ạ? Hy vọng với những thông tin ngày hôm nay mà Kiều Anh đã chia sẻ tới cho các bạn thì chúng ta đã biết cách chọn một sản phẩm cung cấp ẩm tuyệt vời cho da mặt của mình cũng như là những lý do để chúng ta nên sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn còn thắc mắc về sản phẩm mặt nạ Amusic Rose đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào các video phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được các thông báo về những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.